Hello, chào người và cuối cùng vị tướng Suman, vị tướng rất được mong chờ trò lên quân bài đã ra mắt rồi anh em ơi. Bây giờ mình có thể mua và trải nghiệm vị tướng này, các bạn cũng có thể như vậy. Nhưng mà cái giá thì nó hơi chát một chút xíu nhá. Ví dụ anh em mua tướng thì 499 quân huy nhá. Đó, giá rất là chát. Rồi, nhưng mình không mua ở đây, mình mua luôn cả combo tướng và trang phục Superman và Chúa Tể Công Lý là 699, giá gốc là 878 anh em. Đó, cái bộ cái combo cũng rất là chát. Và Superman khi ra mắt bán bằng vàng sau 2 tuần bán bằng quân huy thì sẽ có giá là 28k vàng anh em ơi, giá rất là mắc. Rồi, xem vị tướng này có thực sự là đáng đồng tiền bát gạo không? Trước hết thì mình phải mua đã. Rồi, mua. Rồi, Superman. Anh chàng Superman. Còn đây là bộ trang phục Chúa Tể Công Lý Superman. Bộ trang phục này thì không được oai như cái bộ trang phục mặc định lắm, nhưng mà mình chắc chắn sẽ test bộ trang phục này. Ok. Rồi, sử dụng cái bộ trang phục nhá, bởi vì mình chơi trang phục mặc định khá nhiều rồi. Ở đây là trang bị mặc định của Garena, nhưng mình sẽ lên kiểu kiểu khác. Mình sẽ phân tích cái món đồ tốc chạy đầu tiên. Thường mình sẽ lên giày Hermes. Nếu mà trận nào thì bạn có quá nhiều khống chế như có cả Alice này, có cả Windu, có cả Oma thì các bạn sẽ phải lên giày kiên cường nhá. Nhưng mà đầu trận thì mình cũng khuyến khích là các bạn nên cái giày Hermes đi, vì cái này sẽ giúp anh em đảo lên rất là nhanh, đảo lên nhanh và có thể farm ôn lên. Superman lúc nào cũng nhiều vàng nhất team bởi vì có khả năng farm ôn lên rất là nhanh với cái giày Hermes này. Đến phần ở giữa game các bạn có thể đã bán giày Hermes đi và các bạn nên cái giày kiên cường cho mình. Đó, đó là cái lối trang bị Superman của mình. Rồi, cái giày thì mình phân tích như vậy. Sang đến đồ công. Đồ công thì mình lên duy nhất cái thương xuyên phá đồ công thôi. Và cái nội tại của đồ công này có cái là nội tại khinh công. Rời khỏi giao tranh sẽ tăng 10% tốc chạy, nghĩa là Superman sẽ chạy nhanh hơn rất rất là nhiều. Đối thủ tiếp theo, mình sẽ lên cái áo choàng băng giá. Cái này cũng rất là lợi. Khi các bạn truy sát tướng địch mà các bạn dùng kỹ năng xong ấy, các bạn đánh thường một phát nhá. Sau đó các anh em mới di chuyển thì cái lượng đam gây ra sẽ nhiều hơn, bắt lẻ rất là tốt hoặc là truy sát xạ thủ rất là tốt. Rồi tiếp theo mình sẽ lên đồ thủ là cái đồ giáp cái A, tăng thêm tốc chạy, kháng phép và khả năng hồi phục máu. Huyết giáp là món đồ tiếp theo và cái đồ không thể thiếu là giáp hộ mệnh. Con tướng này là thánh mở giao tranh mà các bạn phải tiên phong, nhiều khi đã chết, thành ra các bạn có cái giáp hộ mệnh thì sẽ có lợi hơn rất nhiều. Sang ngọc Superman thì mình ngọc đỏ mình sẽ ép ngọc công vật lý và xuyên giáp. Ngọc tím thì mình ép sẽ mang ép ngọc máu tối đa nhé. Lúc này thì không có máu tối đa 75 thì ép tạm bằng ngọc 60 máu tối đa và hồi máu 4,5 nhé. Còn ngọc lục thì mình ép công vật lý 0,9 và xuyên giáp 6,4. Ok, let's go, chúng ta cùng test tướng. Ok, sang phần trận đánh nha các bạn ơi. Và với bộ trang phục là màu trắng nhá. Bộ trang phục này thì lần đầu tiên mình chơi thì cảm giác thì nó khác bộ trang phục kia khá nhiều. Không còn cảm giác là sịp đỏ bay phấp phới nữa. Giờ không sao, bây giờ chuyển thành sịp trắng rồi anh em ơi. Sịp trắng và đỏ thì nó hai màu thì đều là đẹp cả, thì đều mê tít cả. Rồi, nói đùa vậy thôi. Bởi vì thực ra là mình mua tướng sẽ mua tướng ở League của bạn Khang ở 12 giờ đêm. Còn đây là mình chơi trước anh em. Chơi trước bởi vì chắc chắn vị tướng Superman này, Superman này khi ra mắt ở bản chính thức chắc chắn là hot pick. Và nếu mình mua cái giờ đó chắc chắn mình không pick được tướng mà chơi đâu. Thật sự thì kinh nghiệm làm tướng buổi đêm của mình cho mình nó cái rút ra một cái bài học xương máu như vậy. Có khi là đánh hàng chục trận mình không pick được tướng. Bởi vì lịch tường full tướng các bạn ít tướng pick rất là nhanh, lịch full tướng pick tướng rất là khó.
Rồi sao? Let's go. Ờ, đánh như này còn được đánh hạng nữa chứ. Đánh kia chỉ đánh tiết tướng thôi. À, tuy là hạng kim cương nhưng mọi người đánh sẽ chắc chắn là nghiêm túc rồi. Rồi, tìm đối tượng nào, tìm đối tượng nào. Đây, 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 đây. Ờ, bạn cung thủ John thì bạn đánh thấp quá, mình không ganh được. Đang tìm cơ hội để bắt người đây. Đánh rất thấp. Thôi mình đã lên dí ngộ không. Ơ chứ để ngộ không farm này. Ngộ không chắc cũng ôm farm thôi. Bởi vì sức mạnh của Superman này nó ra bá đạo. Phải đợi cho team bạn giao tranh mình với. Đấy đấy. Thấy mình là chạy mất dép luôn. Đánh con này lúc đầu anh em lên giày Hermes ý, có lợi rất nhiều. Các bạn farm ôn lên, farm rất là sướng và hỗ trợ team rất là kịp thời. Các bạn có thể chạy từ trên lên top, chạy thẳng xuống lên bot cũng hỗ trợ team rất nhiều. Ok, mình sẽ xuống hỗ trợ đây. Rồi, rồi, rồi. Cố lên anh em ơi. Vào đây, vào đây. Vào đây. Rồi. Đúng lúc bị ngừng chiều đấy. Ở trong trụ bắn rất là thấm. Rồi tiếp tục này. Một trích này. Rồi. Ôi. cái pha này là trụ bắn nha anh em. Trụ bắn chết thì mình team bạn chẳng được gì đâu. Coi như pha đấy là mình về nhà miễn phí đi. Mình đánh Superman thì có cái lối đánh khá hổ báo, thường là móc sau trụ. Các bạn phải tập nhiều thì mới chơi kiểu này nhá. Rồi, cái chơi kiểu này nó hết sức là nguy hiểm. Ồ đây. Móc ngược lại về nha. Rồi đấy. Các bạn đừng đẩy thẳng. Các bạn đẩy thẳng thì sẽ có khi là cứu ngộ không đấy. Phải quay ngược lại. Chặn đầu và đẩy đẩy ngược nha. Rồi ok, phá trụ luôn. Đánh con Superman này thì anh em chạy chạy liên tục nha. Cứ chạy liên tục thôi. Tìm cơ hội phá tướng địch này. Rồi đẩy vào đây. Bye bye. Ôi, cái gì vậy? Đang định bắt John. Trời ơi, thôi thôi thôi. Trời, sấp mặt rồi. Không hiểu luôn. Thanh niên căn mình chạy rất là ảo diệu. Đang định bắt John thì để đẩy John ra ngoài để hấp, mà thành ra là mình bị kéo vào trụ hấp. Và chết khá ngu người. Bó tay thật. Rồi mình phải giết béo trả thù đây. Chết mạng quá đau. Rồi trước khi đó các bạn lợi dụng cái tốc độ chạy nhanh, các anh em phải chú ý cái đợt lính của mình nha. Mặc dù anh em đi hỗ trợ farm mà hỗ trợ gank, nhưng mà cái lính này anh em vẫn là quan trọng. Farm ô lên. Chính đây là cái chính là cái lý do để mình lên cái giày Hermes nhé. Chứ không phải là tại sao mà mình lại không lên giày kiên cường từ đầu game luôn, mà phải lên giày Hermes. Đây đây, có giao tranh mình sẽ xuất hiện ngay kịp. Đúng lúc, đúng lúc. Đẩy ra hai bé. Tiếp tục còn bé John này. Đẩy, rồi. Tốc biến. Lý do mình mang tốc biến là như vậy đấy các bạn ơi. Ở cái giai đoạn đầu game, con Superman này nó rất là mạnh. Các bạn đi ganh kịp thời sẽ hỗ trợ team rất nhiều này. Đẩy tiếp ra này. Bắt ngộ không này. Đó. Đánh phải móc trụ như thế, đánh với phê. Đó là cái lối đánh Superman của mình. Combo thì dùng hết sức đơn giản thôi. Các bạn có chiêu cuối và có trạng thái phi hành, các bạn dùng chiêu cuối. Đẩy tướng địch ra và góc. Góc đẩy các bạn chú ý phải căn cho chuẩn nha. Và tốt nhất là đẩy từ đằng sau hoặc đẩy tướng địch vào tường. Cái chiêu cuối các anh em có thể là xoay chiêu rất là nhanh ở cái thời điểm mà anh em quyết định đẩy đấy. Có thể anh em chạy ngang tướng địch, nhưng mà anh em có thể là đẩy tướng địch ngược lại được. Đó, anh em vuốt chiêu thật là nhanh thì có thể làm được điều đấy. Đây là mình sẽ vuốt chiêu thật nhanh để bắt cung thủ và John này.
À, rồi. Đó, ui, cái gì vậy? Tôi. Đùa. Sấp mặt tập 2 rồi. Bó tay. Vãi bác béo sợ thật. Bác chơi hai quả đau thật đấy anh em ạ. Em lại bác luôn ý. Sợ thật. Kiểu là do nằm mồi xong đứng trong trụ chờ đợi mình bay qua để thì tóm đấy. Thanh niên chơi rất là được đấy. Đánh crack như thế là đánh rất là tốt đấy, bởi vì mình di chuyển tốc độ nhanh mà tóm được mình là đánh rất hay rồi. Không ngờ bị sấp mặt quả rất là diệu. Toàn bị kéo vào trong trụ giống hút thôi. Rồi mình sẽ trả thù này. Tiếp tục này anh em này. Đẩy ra. Đẩy tiếp nè. Chạy đầu. Ố à. Vẫn chạy được kìa. Bó tay. Rồi giết luôn này bạn ơi. Giết luôn nè. Băng trụ là nghề của Superman này anh em ơi. Rồi tiếp tục này, móc con béo ra này. Móc béo ra. Móc béo ra này. Này thì béo này, kéo anh. Đó là sự trả thù ngọt ngào của Superman anh em ơi. Superman. Rồi team bạn này là lội bộ lục đục rồi. Các bạn có thể thấy sức mạnh cái chiêu cuối của con Superman này, nó phá đội hình team bạn đầy ngộ không này. Chiêu cuối này này, chiêu 1 này. Đó, mình đánh thường trong chiêu 1 nhá. Chiêu 2 chặn đầu này, đánh thường là chết rồi. Khi các bạn dùng kỹ năng xong, các bạn đánh thường một phát thì nó sẽ khống chế thế lực mình rất là tốt. Kéo làm sao được nữa. kéo hai quả thôi chứ, kéo định kéo ba quả chứ. Chơi bài highlight đấy, Grab team bạn chơi bài highlight rất là tốt. Rồi đây, đá thanh niên chứ dình cả trụ là dình mình đi qua để kéo thôi. Chơi bài khá khắm nhọ. Nhanh siêu nhân chẳng nhanh, không nhanh chẳng lấy chậm cho kéo hai quả rồi. Rồi mình lại đi farm ô lên anh em, lợi thế lên giày hơn mét là như vậy. Về cuối trận các bạn nên đổi này thành giày kiên cường nha, bởi vì lúc cuối trận thì cái mình cũng chẳng cần đi gank nhiều nữa đâu. Lúc đầu mình cần đảo lên để farm đồ gọi là hack vàng ấy. Đùa thanh niên chơi bài ảo diệu vai. Và mình mất cái tốc biến, mình bị hai quả rồi, mình nhớ đời rồi anh em ạ. Cười mấy cả cười. Rồi Hindu bị kéo rồi. Lên nào anh em ơi. Đánh luôn chạy làm gì các bạn ơi. Thôi chết mình rồi. Thôi trụ bắn. Ngu người anh em ơi. Ở trận đấu này thì tất cả đều bị trụ bắn chết. Bó tay. Cái độ hổ báo của Superman, siêu nhân thường là ảo tưởng sức mạnh các bạn. Các bạn có thể thấy là một chiêu cuối của mình ấy, khi đánh vào tướng địch ý, team bạn gần chết hết rồi. Đồng đội mình mà lên phối hợp kịp thời như kiểu là Gindu nhảy vào chiêu cuối ý, thì là team bạn sắp mặt hết luôn. Rồi bây giờ anh em rất là khỏe rồi. Trận này thì chắc là mất MVP rồi anh em ơi. 4 phát bị trụ, 4 pha bị trụ hấp. 2 pha thì hổ báo này, 2 pha thì V-Rack kéo. Ok, có lẽ là team bạn sẽ lát bét ở đây đâu. Làm sao mà trụ được. Không đánh thường được. Ủa, cái bạn này. Bạn này làm ra làm chi. Bây giờ thì đồ lệch quá nhiều, mình hack vàng bây giờ thì vào đánh nhau mình, trừ khi mình trụ giết thôi, chứ ra ngoài không thể chết được. Ok, và cuối cùng thì trận đấu đã kết thúc. Đồng thời video clip của mình test vị tướng Superman ở phiên bản chính thức đấu tranh đi hết cả. Chào các bạn nhé, bye bye. Trong anh giờ đang nghĩ gì?
chân thành, nhìn nơi đó chân thành. Khi người ta về một nhà, kém đôi mi cùng một giây, đôi khi mơ cùng một giây, thức giấc chung một giờ. Khi người ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Chỉ dám hứa về chuyện ngày mai, hạnh vơ về chặng đường dài. Hôm nay anh bên em, ta sẽ luôn yêu nay và anh chỉ cần có thể. Đến lúc hai ta giận nhau nhau, hay yêu thương không như những phút đầu. Em hãy cứ tin rằng mãi sẽ như anh sẽ gì chứ không sao xa, anh sẽ không bao giờ dối trá. Dẫu gì chứ không sao xa, khi đã yêu là không thể phôi pha. Dẫu gì chứ không sao xa, yêu cùng yêu, vui cùng vui mà đau cùng đau. Và tất cả thứ anh có anh đã cho. Chưa đợi bao lâu anh không nói ra, nghe trong lòng mỗi xa xa xa. Vì sao khoảng cách nơi ta xa quá, biết đâu tình yêu ta mong nhạt nhòa. Vẫn nơi đây chỉ có mỗi anh, và ngày buồn mang theo cơn gió lạnh. Bao thử thách luôn ở phía trước, liệu rằng ta có vững bước vượt qua. Yêu đã lỡ yêu nhau rồi thì cái mất đi cần chi phải giấu. Nắng như anh là mây, hãy mang mưa để đến đây. Và tới mắt những ngày khó khăn mang yêu thương chỉ mình em chờ. Tình yêu trên bờ môi đã đến lúc phải nói ra. Bởi vì em nhớ anh, mong anh bên em ngày tháng qua. Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Sau vẫn luôn có anh, vẫn luôn có anh.
Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.